Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Tanoi và Acufei thì luôn là những cái lựa chọn hàng đầu cho những anh em muốn chơi an toàn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hai thương hiệu này đều là hai cái thương hiệu mà được mọi người giao dịch cũng như là trao đổi và nhận diện rất là lớn trên thị trường. Tức là chỉ cần thấy cái bộ dàn đó phối ghép với nhau trong một cấu hình nào đó thôi thì nó đã có một cái tiêu chuẩn nhất định rồi về Tanoi và Acufei để nó rất là hợp nhau. Đó, ngay cả khi mà chúng ta không biết mới tập chơi hoặc là chưa biết phối ghép nhiều, chưa kinh nghiệm phối ghép nhiều ấy thì việc mà lựa chọn Tanoi với Acufei với nhau thôi là nó đã rất là hay rồi. Đương nhiên là còn lựa chọn những sản phẩm nào với nhau trong hai cái thương hiệu đó thì nó lại là một cái vấn đề khác. Thế nhưng mà để lựa chọn giữa Tanoi và Acufei thì nó đã mặc định là đã nghe từ mức khá trở lên rất là hay rồi, chứ chưa nói là ghép với nhau nó sẽ dở đó. Và hôm nay Bà Hồng Audio sẽ thực hiện phối ghép một cái combo có thể nói rằng nó là một cái cấu hình tiêu chuẩn để chúng ta có thể nghe và trải nghiệm một cách gọi là rất là nghiêm túc, vì nó hai cái sản phẩm mà Bà Hồng Audio giới thiệu với mọi người ngày hôm nay thì ghép với nhau lựa chọn nó rất là hợp lý. Đầu tiên là cặp loa Tanoi Steering GR. Đây là cái mẫu loa mới nhất trong cái series Tanoi Steering. Và ở đời mới này thì nó có gì thay đổi so với những phiên bản trước? Thì thực ra về cái ngoại hình, về mọi thứ thì nó không có thay đổi gì nhiều. Đó, nhưng mà về cái độ nhận diện để chúng ta có thể phân biệt được đâu là cái phiên bản đời mới nhất bây giờ và đâu là những cái phiên bản trước ấy, thì với cái phiên bản 2023 và phiên bản mới này thì những cái chi tiết mạ vàng này nó được làm đẹp hơn và nổi bật hơn và có độ bền tốt hơn so với trước đây. Ngay cả những con ốc hay là cái phần kiềng của cái loa này thì nó cũng được làm tốt và nổi bật hơn so với trước đây. Còn lại thì gần như là không có sự khác biệt gì nhiều. Và nếu như nhìn bên ngoài vỏ thùng, chúng ta sẽ phân biệt bằng cái vỏ thùng OV kép đời mới bây giờ sẽ khác so với ngày xưa. Đặc biệt là khi mà tháo loa ra chúng ta sẽ nhận diện như vậy. Tanoi Steering thì thuộc họ Prestige, và cái họ Prestige trong cái dòng loa Tanoi thì họ đặt ra hai cái tiêu chí để làm hài lòng tất cả những người chơi, đó chính là chất lượng âm thanh kèm thêm về hình thức. Chính vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy là họ thiết kế vô cùng đẹp mắt, và với cái kích thước như thế này thì chúng ta có thể chơi được những căn phòng có diện tích tầm khoảng dưới 30m², anh em lưu ý như vậy nhé. Nếu như phòng rộng hơn thì âm thanh nó sẽ hơi bị loãng một chút đó. Còn tuy nhiên nếu như chúng ta có thể chơi được những cái căn phòng khoảng 30m trở xuống thì rất là phù hợp, hợp lý với lại cái mẫu loa này. Đó, và vì nó nằm trong cái họ Prestige cho nên là cái hình thức của nó được làm rất là đẹp và cổ điển và lại sang trọng ở trên cái mẫu loa này. Với anh em vẫn hay truyền miệng nhau rằng Tanoi là một cái dòng loa để dành cho giới quý tộc tại Anh Quốc, thì đúng thực sự như vậy, nó sang trọng, nó đẹp, nó hay và nó rất là quý phái ở trên cái mẫu loa này. Và cặp loa này thì sử dụng một loa bát có đường kính là 25cm, chép đồng trục được đặt ở chính giữa cái họng của cái loa bát này. Và cái loa chép này thì nó sẽ có những cái nón để hướng âm tăng cường cái giải cao tới điểm ngọt người nghe được mở rộng hơn, và cái giải mid thì sẽ kết hợp từ cái miệng của cái loa chép kèn này và cái họng của cái loa bát này sẽ tạo ra một cái giải mid, giải trung âm rất là dày ấm. Chính vì vậy thì cái phần trung âm của loa đồng trục nói chung và Tanoi nói riêng ấy, thì nó luôn khiến cho người nghe có một cái cảm giác nó rất là gần gũi, ấm áp. Nếu như nghe trên những cái dòng loa khác nó hơi đanh đanh một chút thì sang Tanoi nó sẽ ấm và truyền cảm. Thế như vậy thì những cái âm thanh mà nó trung thực, nó gần gũi với tai người ấy, thì chúng ta sẽ thường nghe lâu nó sẽ không bị mệt mỏi và nghe rất là cuốn hút luôn. Đó, và bên ngoài thì họ sử dụng một loa bát màng giấy và gân xếp 2 tầng, và đây là gân vải với cái độ bền bỉ rất là cao. Cặp loa này thì được bố trí lỗ thoát hơi ở phía đằng trước hai bên sườn của loa. Đó, và lỗ thoát hơi này thì chúng ta cũng sẽ thuận tiện cho việc là kê đặt loa ở sát tường, sát góc cũng rất là thuận tiện, mà không cần phải lo lắng về cái vấn đề là có bị hay không, hay là bị dư giải trầm, hay là bị ù, hay là bị ồn gì đó. Đó là một cái điểm rất hay trên cái mẫu loa này. Đó. Và phía bên dưới chúng ta sẽ có một cái tinh chỉnh để căn chỉnh cho giải cao. Chúng ta có thể tùy chỉnh tăng hoặc giảm theo các cái nấc được đặt sẵn ở đây, và chúng ta vặn ra và điều chỉnh
nghe sao cho phù hợp với tai của chúng ta thôi. Tuy nhiên thì hai cái bên loa này thì mỗi bên đều có một cái tinh chỉnh, nhưng chúng ta nên chỉnh ở một cái mức cố định, sau đó chúng ta sẽ chỉnh ở trên âm ly. Chứ nếu mà chỉnh ở loa thì chúng ta sẽ phải mất công hai lần chỉnh loa bên trái, sau đó lại phải sang loa bên phải, nó cũng hơi bất tiện đó. Và cái mẫu loa này thì hiện tại nhập khẩu và phân phối chính hãng qua công ty Anh Duy, và mức giá lít là 133 triệu đồng. Hôm nay bên em kết hợp với lại một chiếc âm ly Acufei E370, đây là hàng line new, còn đẹp 99,99%, đầy đủ phụ kiện và thùng xốp như mới tinh. Đó, và em này thì cũng là một em thuộc series đầu 3 rất là đáng chơi, và thực sự là ghép với lại Tannoy Sterling thì nó là bộ đôi hoàn hảo luôn. Em này thì có một cái mức công suất là 200W trên 2 kênh, ở mức trở kháng là 8 ohm. Như vậy thì hoàn toàn phù hợp với lại Tannoy Sterling. Và âm ly này thì cũng có đầy đủ tất cả chức năng để chúng ta có thể chơi và trải nghiệm. Ví dụ như là chỉnh âm sắc này, bát, chép, ba lăng này, và có cả lau nớt. Thêm nữa thì các cái cổng vào kết nối thì cũng được đầy đủ, từ RCA cho tới ba lăng. Và Acufei thì có một cái thiết kế truyền thống, đó chính là mặt phay nhôm. Mặt phay nhôm rất là đẹp. Đó, và đây là nhôm phay vàng chanh, hay còn gọi là mặt gôn ấy, rất là đẹp luôn. Chúng ta cũng có hai cái đồng hồ vu được đặt cho hai bên hiển thị mức âm lượng của hai kênh loa, và chính giữa thì sẽ có một cái mức cái đèn số để báo hiệu cái mức volume luôn, để chúng ta nhìn từ xa chúng ta có thể biết là đang để ở cái ngưỡng âm lượng như thế nào đó. Và em này thì line new 99,99% rồi, và series đầu 3 mới nhất hiện nay thì có mức giá là 140 triệu đồng. Tuy nhiên em line new này thì sẽ có mức giá hợp lý hơn rất nhiều, và em kết hợp hai sản phẩm này với nhau mức giá chỉ còn 180 triệu đồng thôi, là một cái mức giá rất hợp lý để chúng ta giao lưu cũng như là trải nghiệm nhân dịp này. Đặc biệt là bên em sẽ kèm thêm nhiều quà tặng như là dây dẫn, phụ kiện hay là miễn phí setup trong khu vực nội thành, để chúng ta không cần phải mất thêm chi phí thuê ngoài nữa. Đó là những cái gì mà Bá Hùng Audio dành tặng cho quý vị bạn nhân dịp cuối năm này. Nếu như anh em ở xa thì bên em cũng sẽ free ship để chúng ta có thể nhận hàng tại nhà mà không cần phải mất thêm chi phí đó. Bây giờ thì em sẽ test âm thanh để chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái combo này, xem chất lượng âm thanh nó ra sao, xem có phù hợp với lại gu của chúng ta hay không, phù hợp với lại kinh tế, với cái mức đầu tư của chúng ta hay không nhé.